anh ơi. Tự nhiên luôn. Sâu rip luôn. Quá. Giải này là mua được chứ vị trí nào là phải mua vị trí đấy chứ. Đấu luôn. Anh ơi, anh lướt qua giữa chú ý thì em mới không giữ không được cao. Tức là anh đi lướt qua giữa thì. Anh Vinh ơi, đừng đẩy quả hai người.
đây rồi. Đấy em này. Chị khoa này. Lao số 7 mà đi cái bãi đi chuyển ở đây nữa. Giữ rất nhiều người đang còn manh mông. Nhìn lên đây. Okay.
rồi. Ăn cả hai thật. Nhặt lên. Nhặt lên đây. Bảo Long lắm đòn phết nhỉ. Đá nhà mình như kiểu bịp. Ai cầm? Ủa? Yêu cầu. Nào, theo người luôn đây.
Trung ơi, à, tí chụp cho thằng kia mới kiểu ảnh này. Nhớ ra nha. Quay vào. Cũng vướng anh mà. Không. Trận bán kết không nên quay béo. Không,
Em đi họp với lịch em không nắm được. Tốt. Chết quá đúng không? Để luôn chân lên. Chết. Tặng thôi về bóng chết này. Nhìn sao này? Bóng chết này. Đây là video của bọn anh. Dạ mà. Bảo mẹ rồi. Tí này em like đã anh mà có ấy thì anh chia sẻ luôn. Ra chạy ra chạy ra. Không quay đâu. Quay. Anh đâu? Vợ anh em sao không có động? Anh thề với em. Cậu khỏe nhá. Chụp đấy chứ gì? Đấy, chụp đấy. Đấy, chụp đấy. Anh em đột các đội chụp hết. Bật lên đi! Tranh thủ hả? Có anh đẹp rồi nhá. Anh em báo đơn chưa? Không. Anh kêu. Kéo đi nào.
Vinh em đừng chuyển cho cốp anh ạ. Một. Lưng sao rồi? Em đợi anh ạ. Đá được chưa? Nhức lắm. Có đá được không anh? Em vừa uống đầm bông mà. Có đá được không? Anh ngồi ghế không em? Chạy được đây ghế cái đây. Đá thật rồi. Mẹ ơi. Ngồi đứng ngồi đi ngồi đi. Ngồi đây anh đứng lắm. Chỉnh bó đi ra bó đi ra. Hôm nay cái đồ này là đồ đi hơn. Ôi kiểu tôi em sợ đi. Anh lại mình thì em... Nhà em là đoạn nào? Hôm nay là đoạn nào luôn.